Chỉ là một phép căn bản. Cao cấp hơn có những phép có thể tàn phá cả một thành phố. Con có thể đỡ con gấu bông này được không ông? Tất nhiên là được. Món đồ nào với bọn ta cũng xài được hết. Wow, đẹp quá. Cái đó là bột cường quá mà. Nó sẽ to lớn và chuyển động. Tất cả nằm xuống. Ôi không, chúng ta phải chặn nó lại. Bụng bự, lúc nãy bạn rắc bột lên chỗ nào vậy? Rắc chỗ này nè. Đúng làm cái gì vậy? Muốn ngăn chặn khổng lồ, chỉ có cách biến thành khổng lồ thôi.